Tỉnh Yên Bái 7 năm tự phát hiện một công chức xã tham nhũng. Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, từ năm 2011 đến nay, chỉ phát hiện được một vụ công chức cấp xã vi phạm qua công tác tự kiểm tra. Ngày 22 tháng 8, ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cùng đoàn công tác đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc xử lý các vụ tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, từ năm 2011 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của địa phương đã tiến hành kiểm tra hơn 7.000 lượt tổ chức đảng, trên 10.000 lượt đảng viên, phát hiện 261 tổ chức đảng, 1.566 đảng viên có vi phạm. Về phát hiện xử lý tham nhũng và tội phạm kinh tế, qua công tác tự kiểm tra của các đơn vị, địa phương phát hiện một vụ, một công chức cấp xã vi phạm. Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh Yên Bái và Ủy ban Kiểm tra tỉnh đã phát hiện 3 tổ chức đảng, 22 đảng viên vi phạm kinh tế. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cho hay, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng của địa phương vẫn còn những tồn tại, cụ thể như việc tự kiểm tra, tự phát hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn là khâu yếu. Chất lượng, tiến độ xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng có lúc, có nơi còn hạn chế. Những vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thanh tra phát hiện chuyển sang cơ quan điều tra rất ít. Theo ông Phan Đình Trạc, nội dung của đợt kiểm tra giám sát tại tỉnh Yên Bái lần này có hai điểm khác biệt. Thứ nhất là góp phần nhận diện xử lý những biểu hiện suy thoái từ diễn biến, từ chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thứ hai, nhằm yêu cầu xử lý các vấn đề báo chí nêu, dư luận quan tâm về các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và kết quả xử lý của tỉnh. Ông Phan Đình Trạc cũng đề nghị tỉnh Yên Bái bổ sung thêm các báo cáo cụ thể đầy đủ về 3 vấn đề phục vụ công tác kiểm tra giám sát gồm báo cáo về vụ việc báo chí nêu được dư luận quan tâm liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo về các cuộc kiểm tra giám sát riêng của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính và báo cáo về các cuộc giám sát chuyên đề. Các đơn vị thuộc diện kiểm tra giám sát của đoàn công tác gồm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Yên Bái, Ban Nội chính tỉnh ủy Yên Bái, Công an tỉnh Yên Bái, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên và các sở, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.